thay cho anh cái này. Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Chào các bác đến với kênh Giao Việt của em. Kênh Giao Việt của em là kênh chuyên sản xuất giao phục vụ bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vì vậy thì trên kênh Giao Việt của em là mong được sự ủng hộ của các bác bằng cách là các bác hãy đăng ký kênh nhá. Đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất em ra nha các bác nha. Đấy, để ủng hộ cái kênh của em nó được phát triển và luôn luôn ra những cái mẫu mã dao mới và đẹp mắt và chất lượng nhất cho các bác coi nhá. Qua video em chỉ nói vậy rồi các bác ủng hộ em bằng cách như vậy. Thì sau đây em cũng sẽ vừa test vừa cho quảng cáo các mẫu dao để em của bên các bác đặt hàng ấy. Đấy. Đây là những con dao em được gia công đánh bóng. Có gì các bác cứ liên hệ qua số máy này cho em nhé. Zalo số máy này. Những con dao sáng loáng này em được em gia công đánh bóng này. Đánh bóng xoay hương được các bác nhé. Nhìn thấy cái ảnh của cây cối này. Qua video em mà đây là con dao dao vừa thái vừa chặt, sống dày của nó chỉ có 2 ni rưỡi thôi. Đấy, vừa thái vừa chặt thịt gà trong gia đình rất là đầm đìa. Đấy, em gia công cái bóng này để cho nó bớt không bị dỉ nha các bác nhá. Đây, dao vừa thái vừa chặt thịt gà. Đây là cây dao là vừa thái vừa chặt thịt gà xuống này. Vừa thái vừa chặt thịt gà bản này, cây này là bản 8 cm, dài 21 cm, cán ốp 3 đinh. Test này, đây là em mài sắc rất là sắc bén này các bác nhá. Dao vừa chặt vừa thái. Đấy, bóng xoay gương được. Nhưng mà em mài sắc bén này các bác này. Đấy, rất là sắc bén. Đấy, chặt thịt gà đấy các bác nhá. Đi đâu gì cái Zalo theo. Đây là cái dao mẫu dao đi phượt.
25 cm, cộng vỏ cán đóng, sống dài 6 ly 7 ly rất là chắc khỏe. Mỗi giờ này đi phục. Đây là dao của bác Bùi Văn Thiệp ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bác đặt hai cây, hai cây cán đóng, vừa thái vừa chặt thịt gà trong gia đình. Đây này là bản rộng là 6,5 cm, bản rộng, lưỡi dài 22, cũng vừa thái vừa chặt thịt gà. Đây cũng mài sắc bén nha các bác này. Đấy, vừa thái vừa chặt thịt gà nhá các bác nhá. Đấy, đây là dao vừa thái vừa chặt thịt gà. Đấy, em mài rất sắc bén tuyệt đối rồi các bác này, rất yên tâm. Còn đây là cây dao của anh Điều ở Con Tum, mèo 25 cm, sống dài 5-6 ly, khâu đồng lá chắn đồng dài 4 ly luôn này. Lá đồng này em đúc ra chứ không phải là em kiếm ở đâu được. Lấy cái quang ở cái ổ bi ấy, nó bằng đồng em chặt ra đúc. Đấy, cán vỏ cẩm chỉ đẹp long lanh hết, thì không chê vào đâu được. Đấy, có ưng mẫu này cứ ra lôi ra. Con này là dao của bác Lê Văn Tuấn, hai cây à, cây nữa rồi tạm dừng. Cây nữa đâu, cây này gọi là cây bác còn thiếu một cây đề va nữa, em chưa đi lấy về. Cây này cây dạng phi lê, lưỡi dài 22 cm, bản rộng 5,5 cm, sống dày 4 ly, 5 ly. Đấy, nhưng mà em mài sắc bén rồi các bác nha. Sống dày 4 ly, 5 ly nhưng mà em mí mỏng về dùng đa lăng sắc bén này. Đấy, rất là sắc bén nha. Đấy, đây cũng vậy. Đây như là mẫu cán ốp Ba Đình, sống dày 4 ly, mỏng. Sắc bén luôn các bạn. Đấy, dòng dao này dùng đa lăng chặt thái, chặt thịt gà các thứ được, thái được. Các bác cứ liên hệ qua Zalo số máy này cho em nhé. Đây là cây dao pha rang, lưỡi dài 35 cm, pha rang dùng chặt cây sẵn đây chặt luôn. Còn đây là cây dao của anh Thọ, Thọ Hưng Yên, anh đặt cây dao thái này. Bây giờ thái nhưng mà cái bà sống dày em làm cho 3 ly, vừa thái bí nên có thể chặt thịt gà được. Đấy, mài rất sắc bén luôn các bạn. Đấy, bóng soi gương này. Đây cũng vậy, đây là cái dao của anh Ngạch, vừa chặt vừa thái. Đây này, vừa chặt vừa thái trong gia đình, cán ốp cầm chỉ Ba Đình, rất là sắc bén nha, mài sắc bén các bác yên tâm. Đây là cây dao mèo đi phượt, lưỡi chỉ có 20 cm thôi, sống dài 5 ly,
cán chốt ba đinh là đi phượt sắc bén, soi gương được, đánh loáng soi gương này. Đây là cái rào pha rang cũng vậy, pha rang lưỡi cái này nó dài 24-25 cm, cán ốp sống dày 5-6 ly, cầm rất là đầm, chặt thịt gà trong gia đình các thứ này rất đẹp. Đây là cái dao, mẫu dao chặt xương nặng gần 1 kg, sống dày 5 ly, cán ốp. Đấy, em đánh gia công đánh bóng soi gương này các bác, đẹp long lanh. Đây, mẫu dao lại chặt trong gia đình. Qua video em cũng test qua cái số dao được, có gì thì các bác cứ liên hệ qua Zalo số máy này cho em nhá các bác nhá. Thì mong các bác ủng hộ kênh cho em nhá, ủng hộ để cho em ra những con dao đẹp nhất mới nhất phục vụ đời sống bà con các bác, và luôn luôn em cải tiến mẫu mã và hoàn thiện hơn những cái con dao thật là ưng ý. Đấy. Đây, còn trên kia là cái đống đá, đống đá bùn này. Đống đá bùn này. Đấy, các bác có quan tâm thì cứ gọi cho em gửi cho, to nhỏ lớn bé các kiểu. Đây có hòn này, hòn này em cắt sẵn này, này. Mài mặt láng này, dài là hai, con này là dài 26-27 cm này. Bề dày cái này nó 7 phân, rộng rộng là hơn 10 phân. Đấy, còn này hòn này vuông vắn đẹp. Đấy, qua video thì các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi cho em nhé, để ủng hộ em, rất mong được sự ủng hộ của các bác, xin cảm ơn các bác rất là nhiều.